Xin chào quý khán giả của Duy Anh. Chúng ta đang ở những ngày cuối năm đầy sôi động với màn tái xuất ấn tượng của Secofi Sport trong diện mạo của năm 2019. Tuy vậy, bộ sưu tập này chắc chắn sẽ gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt đến từ các đối thủ, mà tiêu biểu nhất là Oren Markova. Ở đây mình đang có hai chiếc diver phổ thông và đang cực kỳ được ưa chuộng, đều đến từ Nhật Bản. Cả hai đều là những sản phẩm mới đến từ hai người anh em là Seiko và Oren. Trong khi mẫu Secofi Sport thể hiện khát vọng tái sinh của một dòng sản phẩm lừng danh một thời, thì Oren Marco lại đang viết tiếp những trang sử thành công trong lịch sử của mình. Về cơ bản thì hai mẫu đồng hồ này đều mang thiết kế đặc trưng của đồng hồ lặn. Tuy nhiên, chỉ có Marco là một mẫu diver đích thực khi đạt đủ khả năng chống nước là 20 ATM, trong khi đại diện đến từ Seiko sẽ chỉ có khả năng chống nước là 10 ATM. Đây cũng là lý do vì sao mà Seiko sẽ không trang bị kiểu khóa screw down cho mẫu đồng hồ của mình như là trên Oren Marco. Dù vậy thì với hầu hết chúng ta, mức chống nước 10 ATM vẫn là quá đủ để có thể mang đi bơi hay là tắm biển, nên mình nghĩ điều này sẽ không quá quan trọng. Các đặc trưng khác của đồng hồ lặn thì vẫn được đảm bảo trên cả hai mẫu. Đầu tiên đó là bezel xoay một chiều để đo thời gian lặn. Mình thì thích cách làm của Seiko hơn khi nó có một bezel khá là rõ ràng, với việc lược bớt các chi tiết tạo nên vẻ thanh thoát trẻ trung so với thiết kế của Marco. Đây cũng là điều là mình nhớ lại video so sánh về hai chiếc Longines Hydro Conquest phiên bản ceramic và phiên bản bezel kim loại. Tiếp theo, không thể thiếu đó là bộ kim và cọc số kích thước lớn. Tất cả đều được trang bị giả quang, trong khi Seiko thì vẫn giữ nguyên thiết kế kim cọc huyền thoại của chiếc đồng hồ thể thao SKX, thì Marco lại mang đến vẻ đẹp mạnh mẽ, dứt khoát với bộ kim đơn giản cũng như là các cọc số vuông vức. Đó cũng là cách mà Oren lựa chọn thiết kế khung vỏ cho Marco với cạnh bên vuông góc, trong khi case của Secofi Sport 2019 là được tạo nên bởi những đường cong mềm mại, phòng theo nguyên lý khí động học và hình tượng của những chú cá đuối. Về bộ dây thì hai mẫu này gần như tương đồng. Oren vẫn trung thành với nắp đáy kín cho Marco như từ thế hệ trước, trong khi đó thì khác với từ người tiền nhiệm SKX, chiếc Secofi Sport này sử dụng nắp lưng trong suốt để lộ ra chuyển động của cỗ máy 4R36. So với caliber F6 trên Marco 3 thì các thông số cũng như tính năng đều tương đương, đầy đủ và tính năng lên cót tay và dừng kim dây chỉnh giờ. Về kích thước thì chiếc Seiko sẽ nhỉnh hơn một chút với đường kính là 42,5mm và độ dày là 13,4mm. Trong khi đó thì các thông số của Marco 3 sẽ lần lượt là 42mm và 12,8mm. Điểm đặc biệt ở đây là Marco 3 sẽ có kính Sapphire, trong khi kính ở trên Seiko Firesport chỉ là kính Haglex. Cảm quan thì mình có thể thấy được sự chênh lệch này là gần như không đáng kể, và với chu vi tay từ khoảng 15,5cm trở lên thì các bạn hoàn toàn có thể đeo thoải mái cả hai mẫu này. Bạn thích Secofi Sport 2019 hay là Oren Marco 3 hơn? Hãy cùng chia sẻ với Duy Anh ở phần bình luận bên dưới. Và nếu chưa thể đưa ra được quyết định ngay thì hãy đến với các showroom của bên mình tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để trực tiếp trải nghiệm nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Và nếu các bạn thấy thú vị, hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Duy Anh để tiếp tục đón xem những video hấp dẫn nhé.